Nhìn vào cái biểu đồ này, các bạn có thể thấy được là tâm lý thị trường ở trên Twitter nó đang rất là tiêu cực ha. Và tiêu cực như thế nào thì trong video ngày hôm nay Huy sẽ chia sẻ với các bạn. Ok, xin chào các bạn, lại là Huy đây. Trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ chia sẻ về một cái chủ đề, đó là tâm lý thị trường đang rất là tiêu cực. Và nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để like, subscribe và nhấn nút chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của team mình ha. Và để không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì đầu tiên các bạn xem qua cái biểu đồ về cái tâm lý ở trên Twitter của nhiều người dùng, rất là nhiều người dùng, và tâm lý ở trên Twitter về tình hình giá của Bitcoin. Thì theo như cái biểu đồ này, các bạn thấy được là cái đường màu màu cam này nè là biểu thị cho cái tâm lý của những người sử dụng ở trên Twitter, là họ cho rằng nếu mà cái chỉ số này nó dương, cái đường màu cam nó dương lên thì họ cho rằng là Bitcoin nó sẽ tăng giá. Còn cái đường màu cam này nó mà âm thì họ nghĩ rằng, họ rất là nhiều người họ nghĩ rằng là Bitcoin nó sẽ giảm giá ha. Và hiện tại các bạn thấy được là trong cái giai đoạn gần đây nhất, là một trong 1 đến 2 tháng gần đây, thì có rất là nhiều người họ đề cập ở trong, họ bình luận ở trên Twitter, đó là giá Bitcoin nó sẽ giảm trong ngày sắp tới. Và các bạn thấy là giá hiện tại nó cũng đi ngang trong cái range giá là tầm 31 cho đến 41 ngàn, chứ nó chưa có giảm mạnh nữa ha. Và gần đây nhất thì vào đâu đó là tầm tháng 1 đầu năm nay, tháng 1 cho đến tháng 2 thì giá Bitcoin nó tăng, nhưng mà cái market sentiment này nó lại giảm, là cái tâm lý thị trường là nó nghĩ rằng là mọi người đều nghĩ là giá Bitcoin nó sẽ giảm, là cái chỉ số này nó âm nè, nhưng mà giá Bitcoin là cái lúc mà khi mà giá Bitcoin nó rơi một nhịp nè thì mọi người đều nghĩ là giá Bitcoin nó sẽ giảm tiếp, nhưng mà giá Bitcoin nó lại tăng lên và nó giảm thêm một nhịp nữa, thì mọi người lại tiếp tục nghĩ là giá Bitcoin nó sẽ giảm tiếp và chỉ số này nó âm tiếp, nhưng mà giá Bitcoin nó lại pump thêm một nhịp nữa và nó mới rơi. Là các bạn thấy rằng là cái chỉ số sentiment ở trên Twitter nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đến giá Bitcoin ha, bởi vì là khi mà chỉ số này nó âm thì chứng tỏ là các nhà đầu tư họ cũng đang rất là lo sợ. Và khi mà các nhà đầu tư họ sợ hãi như vậy thì đây là cái thời điểm tốt, mình nghĩ là đây là thời điểm tốt để chúng ta mua Bitcoin ha. Và mình cũng sẽ nghĩ là mình cũng vẫn cái view cũ, đó là Bitcoin nó sẽ tăng lên quanh cái vùng 45 cho đến 47 ngàn, và mình cũng đề ra một cái hướng đề phòng, đó là khi mà Bitcoin nó giảm mạnh xuống thủng vùng hỗ trợ trên cung tuần thì mình sẽ cắt ha, mình sẽ cắt lỗ. Và tất nhiên là video này là về mục đích thông tin, không phải là quyền đầu tư, và mọi quyết định là của các bạn và các bạn tự quyết định và tự chịu trách nhiệm dưới mọi sự lựa chọn của các bạn ha. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại cái với cái tình hình data on chain. Thì các bạn thấy được là Bitcoin Reserve ở trên tất cả các sàn, đó là số lượng Bitcoin được dự trữ trên sàn ấy, hôm qua nó đã tăng lên rất là mạnh, cái đường màu đỏ nó tăng dốc đứng lên ha, cho thấy là có số một cái lượng lớn Bitcoin được nạp vào sàn này. Và khi mà cái đường đỏ nó tăng lên cho thấy là cái nguồn cung ở trên sàn, là lực bán ở trên sàn nó sẽ rất là nhiều ha. Với các bạn có thể nhìn vào cái net flow thì thấy rằng hôm qua là có hơn 28.000 Bitcoin được nạp trên sàn, và đây là một cái điểm có thể là nó sẽ dùng Bitcoin này để xả hoặc là dùng Bitcoin để mua altcoin ha. Đây cũng là một cái trường hợp thứ hai. Đây các bạn thấy là có thể là dùng Bitcoin để bán này, dùng để mua altcoin hoặc là dùng để trade margin ha. Thì đây là ba cái trường hợp mà Bitcoin được nạp lên sàn để dùng để làm ba cái trường hợp này ha, một trong ba trường hợp này. Và mình thấy rằng trong hôm qua thì cũng có tương đối số lượng coin trên sàn Binance cặp BTC nó cũng tăng rất là mạnh. Như các bạn thấy hiện tại này, altcoin cặp BTC á, nó cũng tăng, như là LXK này hoặc là Gitcoin này, CHR hôm qua đến giờ nó tăng là tầm hơn 10% hết ha. Audio mình cũng vừa phân tích cho các bạn ở trong video trước này, nó cũng tăng hôm nay là tầm 11,9%, cũng là tương đối tốt. Ok, và các bạn thấy được á, là hiện tại thì số lượng Bitcoin được nạp lên sàn đang khá là nhiều, và họ sẽ dùng Bitcoin này có thể là mua altcoin hoặc là trade margin. Và cái từng trường hợp mà tồi tệ nhất đó là họ sẽ dùng để bán ha, họ để xả hàng, bán phá giá ra, thì khiến cho giá Bitcoin nó sẽ rơi rất là mạnh. Và những cái số lượng Bitcoin này mình nghĩ là cũng đến từ những cái ví cá voi.
Bởi vì là cái chỉ số cái đường màu đỏ này, cái chỉ số hoạt động của những cái ví carbon nó tăng lên rất là mạnh trong hôm qua. Nó tăng rất là mạnh luôn ha. Từ 0,4 mà nó tăng lên đến là hơn 0,5 luôn. 0,55 luôn ha. Cho thấy được là mà nếu mà cái chỉ số đường màu đỏ này á, nó mà tăng lên thì cái áp lực bán từ carbon nó sẽ tăng. Cho nên là hiện tại thì mình thấy là áp lực bán Bitcoin từ carbon đang tương đối tăng rất là mạnh. Và ngày mai, xin lỗi các bạn, là ngày hôm nay là có một cái lượng lớn số cổ phiếu GBTC là Gray Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Trust là các bạn thấy là đã unlock, và mình nghĩ là nó cũng không ảnh hưởng đến giá Bitcoin nhiều, bởi vì á, là GBTC nó chỉ là cổ phiếu và được giao dịch ở trên thị trường thứ cấp thôi ha, và nó không ảnh hưởng đến giá của Bitcoin nhiều. Và nếu mà nó ảnh hưởng thì nó chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của những nhà đầu tư. Bởi vì là nhà đầu tư họ thường là họ sẽ nghe những cái tin tức như thế này và họ sẽ hoảng loạn và họ sẽ bán Bitcoin đi, và từ đó giá Bitcoin nó sẽ giảm theo cái tin tức và cái tâm lý của các nhà đầu tư đó ha. Ok, và các bạn thấy là hôm nay thì giá Bitcoin nó cũng tương đối nó tăng chứ nó không có giảm mạnh ha. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại cái tình hình chỉ số sợ hãi và tham lam. Thì tuần này thì các bạn thấy là chỉ số nó đang ở mức 19 là cực kỳ sợ hãi ha. Và khi mà thị trường nó cực kỳ sợ hãi như vậy, đây là cái thời điểm tốt để chúng ta mua vào. Và mình nghĩ rằng khi mà thị trường nó cực kỳ sợ hãi như thế này, chúng ta thường có một cái câu là chúng ta nên biết sợ hãi khi thị trường nó đang tham lam, và chúng ta hãy biết tham lam khi thị trường nó đang sợ hãi ha. Thì đây là cái trường hợp là thị trường nó đang sợ hãi thì chúng ta nên tham lam ha. Thì các bạn cũng đã biết là chúng ta nên làm gì rồi ha. Ok, và trước khi đến tình hình phân tích kỹ thuật thì các bạn có thể tham gia với team mình ở trên Telegram bằng cách là ấn một đường link mình để dưới phần mô tả mỗi video. Sẽ có một đường link Telegram group ở đây, các bạn ấn vào ha, Bitly này. Các bạn ấn vào nó sẽ đưa các bạn vào group Telegram team mình. Thì trên đây là có hơn 16.800 thành viên rồi. Các bạn vào đây để học hỏi thêm rất là nhiều kinh nghiệm ở trên này ha. Có rất nhiều bạn chia sẻ kinh nghiệm của họ trên này. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại tình hình giá của Bitcoin. Thì hôm nay unlock rất là nhiều cổ phiếu GBTC, nhưng mà giá Bitcoin em thấy là hôm nay nó không có giảm mạnh ha, và có thể ở đây nó xuất hiện cái mô hình đảo chiều là bộ ba nến Morningstar, là bộ ba nến Nhật đảo chiều mang dị hướng tăng giá trở lại ha. Và hiện tại thì nếu như chúng ta nhìn rộng ra tí thì nó đang sideways ở trong một cái range giá rất là lớn, 10.000 giá ha, là tầm 31 cho đến 41.000 của Bitcoin trên cùng ngày. Và khung 4 giờ thì khung ngày nó vẫn đi trong cái range nhỏ hơn, đó là tầm 31 cho đến 36 ngàn, là hiện tại nó đang chạm cái range dưới nè, là tầm 31 ngàn. Khung 4 giờ thì nó đang là trong một cái kênh giá giảm như thế này, và cái vùng mấu chốt của chúng ta để nó chuyển thành xu hướng tăng trên khung 4 giờ là vùng 33.200 đô này. Hiện tại thì chúng ta thấy là giá nó chưa có thể lên đây, và hiện tại nó đang tìm lên đến cái vùng này ha. Nếu mà nó phá mạnh qua vùng này và nó hình thành nên cấu trúc tăng thì chúng ta sẽ thấy là Bitcoin nó sẽ có xu hướng tăng giá trong thời gian trung hạn, trong sắp tới. Và trên khung nhỏ hơn, đó là khung 1 giờ, chúng ta thấy là nó đã hình thành nên cái mẫu hình là vai đầu vai ngược. Đây là vai trái của nó ha, đây là cái đầu và đây là vai phải. Và cái đường neckline này nè, nếu mà nó phá qua đường màu xanh này, nếu mà nó phá qua thì nó sẽ xác nhận cho cái mẫu hình vai đầu vai ngược mang chiều hướng giảm giá. Xin lỗi các bạn, đó là mang chiều hướng tăng giá ha. Và nếu như mà cái mô hình được xác nhận thì giá Bitcoin nó sẽ tăng lên rất là mạnh. Và các bạn thấy là hiện tại thì giá Bitcoin nó lên đến cái vùng này và nó phản ứng rất là mạnh rồi ha. Nó rút râu rồi nè, và nó giảm mạnh và nó chưa có thể nó break qua được vùng này. Nếu mà nó phá qua được vùng này thì sẽ rất là tốt cho giá của Bitcoin. Và tiếp theo thì mình sẽ phân tích Ethereum. Ethereum ở trên cùng ngày thì nó đang chạm cái vùng hỗ trợ, vùng mua tốt ở đây. Là ở đây tồn tại lực mua, hay còn gọi là lực đường cầu. Cái vùng cầu ở đây ha, vùng demand ở đây. Và khi mà nó về đây thì nó tăng lên rất là mạnh và đang tích lũy trong cái mô hình tam giác giảm. Và nếu như mà cái mô hình tam giác giảm này nó càng đi đến cuối cái mô hình này thì nó sẽ có cái khả năng cao là nó sẽ break ra. Và nếu nó break qua hướng nào thì chúng ta sẽ trade theo hướng đó ha, hoặc là quan sát và view theo hướng đó. Thì khung ngày thì nó vẫn đang trong cái mô hình tam giác tích lũy này, cho nên chúng ta vẫn nghĩ là nó đi sideways trong cái mô hình này thôi ha các bạn. Trên khung 4 giờ thì cái đường trendline này nó đã bị phá qua rồi. Đường trendline giảm này nó đã bị phá qua ha, bằng một cái nến full lực pump lên rất là mạnh kèm với volume mua nó tăng. Và hiện tại nếu mà nó phá qua được cái vùng màu đỏ này luôn là vùng 2018 đô, nó phá mạnh qua
thì nó sẽ quay lại cái xu hướng tăng và nó tạo cái cốt rút tăng giá, thì giá của Ethereum nó sẽ tăng lên trong thời gian tới ha. Và cái vùng giá mấu chốt của Ethereum trong hiện tại đang là vùng 2018 đô, cho nên là các bạn quan sát cái vùng này và hiện tại nó đang chạm về rồi nè. Và nếu mà nó phá qua được thì nó sẽ bắt đầu nó chạy cái con sóng tăng của nó, và Bitcoin nó cũng sẽ như vậy, nó sẽ chạy theo Ethereum cũng như là Ethereum nó sẽ chạy ngược lại. Nhưng mà trong vài trường hợp ngoại lệ thì Ethereum nó sẽ chạy trước, sau đó rồi mới đến Bitcoin ha. Trong quá khứ thì mình cũng quan sát cũng thấy rất là nhiều lần Ethereum nó sẽ break trước, sau đó là nó mới đến là Bitcoin và nó sẽ đến những altcoin khác ha. Ok, thì đó là những cái kinh nghiệm của mình ở trong mình chia sẻ trong video này, và mình thấy rằng hiện tại thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều bởi cái tâm lý thị trường ở trên Twitter. Ở vì là gần đây nhất thì Twitter có tâm lý âm là nghĩ là Bitcoin nó giảm giá, nhưng mà giá Bitcoin nó vẫn tăng rất là mạnh, và hiện tại thì nó vẫn đang âm, cho thấy là hiện tại vẫn nhiều người là bình luận là Bitcoin nó sẽ giảm trong thời gian sắp tới, nhưng mà giá Bitcoin hiện tại nó đang đi ngang chứ không có giảm mạnh ha. Ok, và video này của mình đến đây kết thúc, và nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để like, subscribe và nhấn nút chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của team mình ha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các số video tiếp theo.